chào quý vị khán thính giả chương trình Tất Đất Tất Vàng với anh Kevin Huỳnh và anh Bình Trần. Xin chào tái ngộ quý vị. Chào anh Bình và anh Kevin. Em chào chị Vân Anh. Chào anh Kevin. Bình xin kính chào quý vị của đài VNTV. Kevin chào chị Vân Anh. Xin chào anh Bình và chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, chương trình Tất Đất Tất Vàng lại trở lại với quý vị ngày hôm nay để gửi đến quý vị những cái tin tức rất là cần thiết liên quan đến địa ốc để cho chúng ta có được những kiến thức trước khi mua căn nhà hoặc là muốn mua thêm căn nhà thứ hai, thứ ba để đầu tư. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Bình Trần sẽ chia sẻ với chúng ta những cái đề tài là những cái điều không nên làm và nên làm trước khi mua căn nhà. Dạ đúng rồi chị. Thì Bình cũng muốn nói đến, gửi đến quý vị của đài VNTV bữa nay là như thế nào, là tại vì từ cái kinh nghiệm mình làm á, thì mình thấy có rất là nhiều cái vấn đề mà những người khách của mình đã họ gặp qua những cái vấn đề khi mà trước khi họ mua căn nhà. Cho nên có những cái trục trặc đó mà Bình muốn chia sẻ để anh chị, để mình tránh né sau này không có đụng cái vấn đề đó. Thì nói chung á, khi mà vấn đề nói tới vấn đề những cái gì mình không nên làm, thì thật sự Bình muốn nói rõ ràng đây là khi, để quý vị khán giả cũng hiểu luôn, là khi sao khi mà mình mua căn nhà đó, cái yếu tố rất quan trọng để nhà băng nhìn vào khía cạnh để mà mình mượn tiền là ba yếu tố. Thứ nhất là cái credit, thứ hai là cái tiền down, và cái thứ ba là cái income của mình. Thì cái chuyện đầu tiên mình nói, cái vấn đề rất quan trọng đầu tiên là cái công việc đi. Không nên thay đổi công việc cho tới khi nào mình mua được căn nhà và đóng. Lý do là tại sao? Là tại vì nhà băng vẫn muốn mình có một cái công việc ổn định trong vòng 2 năm. Cho nên mình khi mình thay đổi công việc, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Có thể là cái income mình thay đổi, cái bonus mình thay đổi, cái commission, rồi những cái khác đó nó sẽ không tính nữa. Cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái lo. Cho nên cái chuyện đầu tiên quan trọng là không nên thay đổi công việc. Đó. Cái vấn đề thứ hai là cái tiền down. Ok, thì cái vấn đề down đây có nghĩa là không nên bỏ những tiền mặt. Thí dụ ngày mai qua bỏ 5.000, 10.000. Nhà băng luật là mình phải bỏ tiền trong nhà băng ít nhất là 2 tháng. Lý do nhìn mình và sao nhìn mình? Tại vì thật sự nhà băng muốn biết là những cái tiền này từ ở đâu ra. Cho nên khi mà thật sự mình đã quyết định mình mua một căn nhà thì mình nên có một thời gian mình chuẩn bị. Cho nên vấn đề không làm là anh không đợi tới giờ chót anh bỏ tiền vô, rồi anh lấy 5.000, 10.000 tiền mặt anh bỏ vô. Nhà băng biết tiền đó ở đâu ra. Người ta không có gọi là không có source ở đây, có nghĩa là không thể chứng minh nguồn tiền. Khi không chứng minh được nguồn tiền thì cái số tiền đó mình không có xài được. Mình thí dụ mà mình lỡ bỏ vô thì là mình cần mình có cách gì khác không? Thí dụ. Và tùy theo mỗi trường hợp khác nhau anh Kevin, thì mỗi một trường hợp nó sẽ giải quyết khác nhau. Không phải là tất cả đều không có cái sự giải quyết, nhưng mà tốt hơn hết là mình nên có sự chuẩn bị. Cho nên những vấn đề không nên bỏ tiền, đợi tới giờ chót khi nào kiếm được căn nhà mới bỏ thì không nên. Nếu mà có tiền thì nên gọi mình trước. Đó là vấn đề đều, có nghĩa là mình nên làm trước khi, đúng không? Bây giờ là anh nói là cái đó là điều thứ hai không nên làm. Thứ nhất là không có đổi công việc làm, thứ hai là đừng có bỏ tiền vào nhà băng trong cái thời gian mà gần mua nhà. Đúng rồi. Còn vấn đề thứ ba nữa là sao? Không nên, trước khi đã quyết định mua nhà thì không nên ra mượn những cái nợ mà ảnh sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái mua nhà. Là lý do tại sao khi mình mượn nợ có nghĩa là mình sẽ có payment. Mà cái payment hàng tháng có nghĩa là mình sẽ ảnh hưởng tới số tiền mình mượn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sao? Là cái đó nó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới credit của mình. Khi mà ảnh hưởng credit là nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiền lời, ảnh hưởng tới cái quyết định số lượng mình được mượn tiền hay không. Rồi một cái vấn đề nữa là sao? Đã có những nợ thì trước khi mua nhà phải trả đúng hạn. Đừng nên trả trễ, tại trả trễ sẽ ảnh hưởng tới credit. Có nghĩa là khi mà chúng ta gần mua căn nhà rồi, gần có ý định mua căn nhà rồi thì đừng nên mua những cái gì lớn. Thí dụ như là anh nói là giống như xe cộ hay là mượn credit card ra, tự nhiên đi ra mua cái furniture trước khi mua nhà nha. Hoặc là mua cái diamond bự quá là phải thiếu. Không nên phải không anh? Đó là những cái vấn đề mình nghĩ là yếu tố quan trọng không nên làm trước khi mua nhà. Ok. Theo mình nghĩ một cái vấn đề nên làm thì nó cũng đi ngược lại yếu tố hồi nãy mình nói, là thứ nhất vấn đề tiền bạc. Là nên bỏ tiền nằm trong nhà chương mục ngân hàng của mình ít nhất là 60 ngày trước khi mình quyết định mua căn nhà. Cái yếu tố nữa quan trọng là sao? Trước khi đã quyết định mua căn nhà nên kiếm chọn một người loan officer. Tại sao cái người loan officer này? Là thứ nhất là họ sẽ coi qua cái hồ sơ từ tài chính, từ credit, từ cái tiền down của mình để cho mình biết là mình có thể mượn được bao nhiêu tiền. Cái thứ hai nữa mình cần nên là nói chuyện với người loan officer là tại sao? Là tại mình muốn biết coi cái khả năng mình mua nhà được bao nhiêu, ngoài khả năng đó là mình mượn được nhiêu rồi, mình có nên mua căn nhà như thế nào, là tại sao? Là tại vì
cái mistake mà cái sai lầm mà mình thấy rất là nhiều người, nhất là những người mua nhà lần đầu tiên. Có nghĩa là sao, họ mua những cái căn nhà quá cái gọi là cái khả năng họ có thể trả được. Cho nên khi mình nói với một chuyện người loan offer, mình phải nói chuyện những người có kinh nghiệm thì họ cho mình biết cái như nào vừa túi tiền của mình. Là tại vì ngoài cái căn nhà của mình còn có những chi phí khác nữa chị. Từ cái chi phí xe cộ, quần áo, ăn uống, con cái. Những cái chi phí nó cộng lên rất là nhiều mà nhiều khi mình không có để ý đến. Tại mình thấy căn nhà mình thích quá mình không để ý đến. Đó là cái vấn đề về cái vấn đề mà những cái chi phí đó mình không có thấy được. Cho nên cái đó quan trọng, hoặc không những khả năng dụ gửi anh lỡ mất việc làm, anh phải có những một số tiền nào đó trong nhà băng để mà dự bị để trả cái payment trong thời gian mình không có tiền. Một cái nữa là sau khi đã được pre-approve thì nên chọn một người real estate agent có kinh nghiệm. Lý do tại sao? Tại người real estate có kinh nghiệm, họ sẽ có khả năng để mà hướng dẫn mình mua cái căn nhà đúng như cái ý của mình. Không những nhà đúng ý của mình nữa, mà một vấn đề nữa là họ có cách, họ biết cách để làm sao mà người seller đồng ý, sẽ chấp nhận cái offer của mình. Đó là những người làm chủ. Rất là hay thưa quý vị. Hồi nãy là mình có hai điều nên làm phải không anh? Hay là ba điều rồi? Ba điều rồi. Anh có thể nhắc lại ba cái điều. Ba cái điều đó là thứ nhất là phải bỏ tiền vào trong một ngân hàng trước 2 tháng. Kiếm một người real estate agent. Kiếm một người loan officer. Một vấn đề nữa là nên bắt đầu kiếm một công ty bảo hiểm. Tại khi mình mua nhà mình cần có bảo hiểm nhà. Thì mình cũng nói chuyện với vài công ty để mình biết được cái giá và những cái coverage cần để cho cái căn nhà mới của mình. Đối với cá nhân Vinh Anh thì chúng ta tìm một người chuyên viên địa ốc dày dặn kinh nghiệm là một cái điều đương nhiên rồi. Nhưng mà phải tìm người chuyên viên địa ốc có sự kiên nhẫn đối với khách hàng nữa phải không anh? Và thưa quý vị, bên cạnh anh Bình Trần là anh Kevin Huỳnh, anh là chuyên viên địa ốc, là broker làm việc trong lĩnh vực địa ốc và rất là lâu năm tại San Diego, và ngày hôm nay anh cũng chia sẻ với chúng ta với một cái đề tài cũng rất là quan trọng. Hồi nãy anh có nói với Vân Anh đó là 1031 exchange, Vân Anh không hiểu nó là gì chứ. Nhờ anh Kevin giải thích. Cái ý nghĩa của cái 1031 exchange là sao? Mình có một cái property mình mua, mình đầu tư lâu dài. Rồi mình trong cái thời gian đó mình build được equity, tiền lời của cái property của mình. Nó có một cái process là mình depreciate là 27.5%. Nếu mình hết thì mình bán, mình phải đóng thuế. Thì thường á là ai muốn đóng thuế nhiều tiền. Không ai muốn đóng thuế. Mình lời 500.000, mình thuế 150.000 thì nó hơi uổng cái equity của mình đi. Thì nó có cái chương trình này gọi là 1031 exchange, thì mình có thể dùng cái chương trình này để mình mua cái property bự hơn. Để mình dùng cái tiền lời của mình đẩy vào property bự hơn, thì đó mình save được cái tiền thuế. Cái này khi mà anh Kevin nói save ở đây có nghĩa là mình không đóng thuế luôn hay là mình sẽ không đóng thuế bây giờ, mình đóng thuế tương lai anh? Thì cái tiền đó mình sẽ bắt buộc phải đóng rồi, nhưng mà mình có thể đóng sau này, không bây giờ mà tương lai đó. Để mình hỏi cái này tí xíu. Vậy cái quyền lợi tại sao không đóng bây giờ mà đóng tương lai? Thì mình cái tiền, thí dụ mình có bây giờ mình mua nhà mình lời 150.000, mình đóng thế giờ mình sẽ lỗ cái tiền lời, mình sẽ investment sau này nữa, thì thà mình dùng cái tiền đó invest sau này luôn, đóng thế sau này mình lời để lời ra. Có nghĩa là cái số tiền nếu mình đóng thế bây giờ nó sẽ ít lại. Yeah. Cái này mình đầu tư tiếp thì sau này mình vẫn đóng thế, nhưng mà mình đóng thế cho cái số tiền, tại mình dùng cái số tiền lớn hơn để invest thì mình lời trong cái thời gian đó rồi. Tức là anh, sau này mình đóng mình cũng phải đóng y chang cái số tiền đó phải không anh? Không y chang mà em nghĩ chắc là theo cái tax bracket của mình. Đúng rồi. Vậy là long term với short term investment chắc cũng khác à ha. Long term khác đúng. Những người như thế nào thì mới qualify để mà dùng cái chương trình 1031 exchange? Cái chương trình này là only cho người mà đầu tư, mua nhà đầu tư thôi. Mình thí dụ mình mua mình cho mướn, mua apartment mình cho thuê. Rồi cứ mà mình bán nó có cái điều, nó có một cái guideline là cái người muốn, cái khách hàng mà muốn làm cái chương trình này nó phải follow cái guideline của cái cái program đó thì mình mới exchange được cái property mới của mình. Rất là hay thưa quý vị, ngày hôm nay anh Bình Trần và anh Kevin gửi đến cho chúng ta những cái bí quyết và mà khi mà chúng ta cần mua một căn nhà rất là nên biết, cho dù quý vị mua căn nhà lần đầu tiên cũng như là mua căn nhà để đầu tư giống như anh Kevin vừa mới thưa với quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Tất Đất Tất Vàng với anh Bình Trần và anh Kevin Huỳnh ngày hôm nay. Khi quý vị có tất cả những nhu cầu gì liên quan đến địa ốc, mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, đầu tư, mời quý vị hãy gọi cho anh Bình Trần và anh Kevin Huỳnh mà chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh. Cảm ơn quý vị.
Bình xin kính chào quý vị của đài VNTV. Bình xin kính chào quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu mua nhà ở, đầu tư hoặc là tái tài trợ, xin gọi cho Bình Trần. Công ty của chúng tôi có rất là nhiều chương trình làm loan cho những người mua nhà lần đầu tiên, để cho mướn, hoặc là những chương trình cho những người chuyên về self-employed như là chủ tiệm nail. Công ty chúng tôi làm loan cho rất là nhiều tiểu bang, từ Cali, Texas, Colorado, Arizona, Missouri và Nevada. Nếu quý vị có nhu cầu mua bán nhà đất, commercial và business, xin liên lạc cho Kevin. Ngoài ra Kevin còn làm property management. Quý vị nào mà có nhà mà cần quản lý, xin liên lạc Kevin.